anh thấy buồn buồn đấy. Sao nhìn anh cứ thấy buồn buồn kiểu gì ấy nhỉ? Mẹ đi đâu? Đi phun lên mẹ phun dưa à? Ừ. Thế mẹ đi phun dưa đi. Mẹ bây giờ không uống rượu. Thôi tỉnh táo. Cứ ngày đi làm việc ở tỉnh táo xong. Nhìn thấy mẹ tốt đi nào. Cảm ơn. Cảm ơn quá, món công an bắt đi. Bây giờ về mẹ thay đổi hẳn luôn. Đuổi được con hầu đi mẹ thay đổi hẳn luôn. Bây giờ. Nghe. Cái gì đây? Em nhìn thấy anh thay đổi nhiều lắm. Anh có chuyện gì cứ nói với em đi. Có chuyện gì đâu, vẫn ở bình thường thế mà, còn gì đâu. Đêm bảo ngủ với vợ cũng bảo không ngủ, khác đi ngủ giường cái hầu. Thế là như thế nào? Thì anh cái kiểu ban đêm ngủ nó không sai. Cứ lật đi lật về ngủ cùng nhau tí. Thằng thì ngủ sai, thằng không sai nó mất ngủ. Em thấy anh thay đổi nhiều quá. Có chuyện gì anh cứ nói đi, em có gì vợ chồng mình cùng nhau chia sẻ mà, có gì đâu. À, có cái gì đâu. Thế có gì thật à? Có cái gì đâu. Chả có cái gì. Có cái gì anh chả bảo em nói. Em có hỏi anh mấy lần rồi, anh có nói thế thì em cũng yên tâm. Em bảo ở kia có cái gốc chuối, nó bị gốc bí tiêu ấy, nó bị đổ rồi. Anh đi hộ em chặt về xong treo lên. Xong là hộ em dọn chỗ kia để mai kia làm cái nhà tám cái tự ở kia. Bây giờ đằng nào cũng về nhà ở rồi, mẹ bây giờ mẹ cũng thay đổi nhiều rồi thì chắc chắn em sẽ làm cái bếp rồi các thứ nó sạch sẽ đi. Không thì đợt trước em muốn làm nhưng mà mẹ cứ suốt ngày say rượu đuổi em chả có tâm trí nào mà làm. Thì làm thì làm, là làm cho nó ở cho nó sạch sạch tí. Thế anh bảo xem ngày làm nhà thì bao giờ làm, mình làm cái bếp trước hay như thế nào? Làm bếp trước thì làm thôi, còn làm nhà thì phải từ từ để anh đi xem ngày đã. Đi đi chặt chuối chín á. Đó. Chưa chín đâu. À, chưa chín à. Nhưng mà nó bị đổ rồi, lấy về mình treo lên để mai chín, hôm nào nó chín chín mình mang đi bán thôi. Đi thì đi xong là tí anh chắc lại đi vào trong xem có công việc gì làm không. Đi vào trong làng ấy. Ừ. Không thì ở nhà này không có tiền tiêu nhưng cảm thấy không ở được. Vâng, xem trong làng có cái gì, họ có công trình gì xây nhà hay làm gì thì đi làm cũng được mà. Anh bị quen rồi. Ít nhiều đi làm ngày cũng được 300 nghìn. Cứ ở nhà, không ra đồng nào thì không ở được. Mà lúc nào cũng đi tìm kiếm tiền thôi. Anh thì anh cứ đi làm cái gì xem họ có gì thì làm. Còn em thì em ở nhà em chắc em đi tìm hàng linh tinh em đi bán thôi. Nếu anh đi tìm được công trình lớn thì anh lại bảo em cùng nhau theo anh đi làm. À thế à? Vâng. Ừ. Thôi, công trình nhỏ thì thôi, em ở nhà. Vâng, thế cũng được. Thế thì anh đi hộ em một tí đi nhỉ? Ừ, đi. Ok, em đi. Anh có cái khò này đút lửa dễ nhỉ? Nó nhàn hơn nhỉ? Nhàn hơn. Anh lấy ra đi chặt chuối trước đi. Em đun cái nồi đấy nhỉ? Không có cái hầu ở đây nha, gia đình mình hạnh phúc hẳn luôn nhỉ. Cảm thấy ở thoải mái hơn. Đấy, hôm nay anh không muốn đuổi nó, mai em còn đuổi nó, làm cam nó mới đi đấy. Giờ mẹ chắc cũng thấy nhớ cái hầu mới rồi nhỉ. Giờ mẹ chắc cũng nhớ mới rồi, bà mẹ vẫn còn nghiện rượu nhưng mà mẹ không dám uống. Không để ý là mình không cho uống, xong là mẹ thì uống ngọt cũng ăn rõ ấy. Xong giờ bà mẹ không dám uống đâu, mẹ bảo muốn uống lắm mà sợ cũng ăn bắt mẹ nói thế chứ, hay thật. Không cho mẹ. Đi. Hả? Em chưa đi à? Hay đi. Vâng, hay chưa đi. Để cô nào? Đây. Ở đây này. Ở dưới đi có. Dạ. Yeah. Không không nói biết chúng anh à. Biết thế, không biết. Biết đấy. Họ biết cháu nó không thấy. Sao tí. Biết thế nhỉ. Nè. 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 Nặng luôn. Nè. 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 Nặng quá. Chị
nặng chứ, còn tôi dai mà. Ở trong nhà có cái dây vàng vàng ấy, anh lấy vào đây mà. Để đâu? Ở cái góc bếp kia. Có không anh? Có dây không? Là ít. Ít à? Chắc không đủ. Bộ đây này, treo trên cái sàn. Đấy. Đặt đi vào đây. Giờ uống rượu mình sống thì thấy sướng nhỉ? Không thấy áp lực gì luôn nhỉ? Không phải nghĩ gì nhỉ? Cảm ơn mẹ thay đổi được tính. Mà cái hôm đấy cái ông sếp ấy dọa mẹ cũng dọa ghê cơ nhỉ. Bác gì nó cũng sợ, mẹ cũng sợ rồi. Bác hai lần còn gì nữa. Con Hầu bây giờ về không biết là nó bảo thằng chồng nó nghiện ấy. Ừ. Về không biết là thằng chồng nó làm thế nào được nhỉ. Không biết là có dám về nhà không hay là lại đi chỗ khác, lại đi lừa đảo chỗ khác. Còn khéo lừa đây không được, đi lừa chỗ khác. Ừ. Có, người láo khác có kiểu nó làm. Nó lấy chúng cái loại trùng nghiện ngập này cũng khó đấy, cũng vất vả đấy, không phải đơn giản đâu. Chắc thằng chồng nó ép quá nó mới đi làm thế nhỉ. Mà không biết có phải không, mình có đến nhà nó đâu. Thế mà, nó nói mà anh vẫn thích, thấy thương thương nó đấy. Anh thích nó thì có cái gì thương thương mà anh thích nó phải không? Phải. Còn không, anh thấy nó cũng chỉ khó làm việc đấy. Anh thích nó thì bảo thích đi. Nó chỉ có làm việc, mua thức ăn cho mẹ. Có mà mua thức ăn, anh nghe nó nói phét ấy. Nó có mà mua được thức ăn cho mẹ. Nó muốn lừa mẹ, nó mới giả vờ được thế. Mẹ thì nghiện rượu nữa, nó mua rượu cho mẹ, mẹ chả thích. Mai còn phát hiện được. Em thấy đầy người nói rồi, nhưng mà mình từ từ bắt. Cái đầu cũng chỉ khó đấy, cũng chỉ khó làm việc đấy. Thì nó phải như thế thì nó mới lừa được. Còn đi hồ anh đi bón phân bưởi này các kiểu là cái gì nó cũng đi hồ. Ở đây anh còn khen nó nữa. Nó ở đây thì nó phải làm chứ sao nữa. Còn nghĩ sợ nó đi không có không về nhà thì đi tìm không có việc làm nữa. Anh biết là nó thương nó mà. Thấy nhớ nhớ chứ. Vợ ở đây không thương đi thương người khác. Thế được cái đề này. Giờ lấy cái ghế không treo lên thôi nha. Không, có cần ghế không? Cái ghế đứng lên đi. Em ơi. Để giữ cho anh buộc cơ. Không đến đâu. Đặt lên lá từ từ đó. Giữ được không? Anh buộc cái kiểu cho chéo mai cho mình cởi trong nó giấy. Đấy, như thế này này. Cái lúc nó không bị. Ừ, này to thế nhỉ? Mình treo cái nó không bị thơm chuối, nó chín. Nhặt cơ lên đấy, to chín. Nó không bị thơm chuối. Đẩy lên. Đấy, cho nó băng nhau nhìn mới đẹp. Nếu mình không treo thế nó bị thơm chuối. Thơm chuối thì bán họ không mua đâu. Được chứ? Rồi, phải. Được không? Được. Sợ hơn chứ. Sao mà nói được ít thế? Được hơn 200 thôi. Ở dưới thì còn có một buồng hôm nọ. Mình xem dưới buồng kia chắc không bị vấy. Không đi xem chắc còn vấy viến. Gió to ấy. Được.
khóc thì con bé bé. Xong mình đi lên trên lều xong là xem hôm nọ thấy đố nhỉ, đi xem đố nó nên ăn gì nhỉ, đây nhỉ, đi đi xem nào, đã không có rau xanh ăn, ra bao nhiêu chả, được rồi, thế thôi, đi anh nhỉ, đi đi lấy rau, lấy cái gì đi được nè. Đi về quét dọn nhà cửa. Đi, này treo thật quá. Chuối. Cuốt này phải mãi ăn này. Lâu lắm rồi đến đây, đường cũng rộng hết cả đường rồi này anh à, cả đường rồi, lũ măng còn cao rồi, đường rộng hết rồi này, lâu không đến nữa. Nhiều đấy nhở? Anh hết nhỉ? Ui, anh ơi, cái nhà nát hết rồi đây này. Lâu nó phải không? Mưa này. Anh để cái nước ra đi. Gì đó? Ui, đố tốt đấy nhở? Dài hết nhỉ? Có cô mày sát có ngày nên kim rồi, được ăn rồi. Ui, dài thế. Anh à. Em bảo cái chỗ đất này này, bảo mẹ để cho em để đứng tên, đợt trước mẹ đã khanh cho, giờ mẹ lại không cho. Ôi, đằng nào buồn cũng không? Của mình hết rồi mà, vợ chồng của mình hết rồi mà. Ai chả biết thế mà, cũng phải ít nhất phải có tí để đứng tên em chứ. Cần gì mà phải đứng tên của mình. Số thế nhỉ? Ai hái nó cũng dài nhỉ? Dài lắm. Ui, đồ ăn không lấy nữa nhỉ? Cái lại bé bé đừng có lấy nữa, lấy lại to. Lấy lại to rồi mà. Hơi dài dài. Chỉ có trùng này, có dao ăn thôi nhỉ? Anh đi. Em xem ngô thì anh để đấy cái nước đi. Dạ. Thế anh đi để nước nhá. Không đấy thì nó ở cái bạt kia nó hỏng đấy. Nó hỏng bạt đấy. Nước lắm ô. Đổ cho nó, đổ trong nhà cũng được anh. Thằng nào mình không ở đây đâu mà. Cho là đẩy cái bàn lên. Không thì đẩy là nó đủ đấy. Nặng lắm. Anh em được chưa đem hộp kéo cho? Chưa được đâu, nhiều nước hết đấy. Ở trong cái chỗ đang trong dưới này nữa. Ở bên trên này đấy anh ơi. Ở bên trên này nữa. Bên này có không? Anh ơi có này này. Ờ, anh ơi. Em ơi. Dạ. Hay là rớt cái bạn này đi mang đi về nhà đi nhỉ? Rớt làm gì? Để đây làm gì, để đây khí. Để nó đi. Rất đâu, cái ngày nào đấy mẹ anh này trộn uống rượu này nhận được của em không có. Mẹ đi gì? Đây cái kỷ niệm của em. Mai hôm nào về sửa. Mai kia lấy lá đi. Còn mang đây làm cái gì nữa? Ở nhà rồi còn nói lên đây. Tôi kể nó đi. Anh ơi, ngô tốt lắm đây này. Lên đều không? Có. Anh ơi. Gì? Cái lạc thì không lên đều mấy mà ngô lên đều phết. Thế à? Vâng. Cái mưa nó không lên được đâu, nó đè nó chết một phần đấy. Lạc á? Ờ.
Anh em đi về thôi nhở? Về thôi. Đi về lấy cỏ cho cá nhỉ? Về lấy cỏ cho cá thôi. Đi về đi. Hôm nào về, hôm nào về làm cỏ lạc với cỏ ngô thôi. Lúc mang này ra nhiều mang nhỉ? Dậm hết cả đường. Mẹ đi ấy chứ vẫn chưa về nhỉ? Mẹ nói đi phun dưa ấy nhỉ? Thì thế về đâu? Thế về đâu? Phun dưa dưới ruộng sao? Kéo về. Cắt cỏ cho cá em nhỉ? Ui, không kịp nữa, tối rồi. Ngày mai chặt sao? Mai cắt thử. Em ơi, về đây bảo tí. Em ở nhà nhé. Anh đi đâu? Anh đi vào trong xem có công việc gì không để mai làm. Đi vào trong làng ấy? Vâng, trong làng này thôi. Thì em ở nhà nấu cơm nấu rau để anh nhé. Mẹ chưa có đi. Nếu bây giờ chưa tối thì muốn đi làm cái gì thì làm. Em đi chặt chuối cho vịt á. Ừ, chặt chuối đi xong nấu cơm để anh nhá. Vâng. Thế em đi về nhanh nhá. Anh đi xem có công việc gì mai đi làm rồi về nhanh không ạ? Thì em đi chặt chuối đó. Đi về nhanh nhanh nhá. Vâng vâng. Chặt chuối cho gà cho vịt á. Anh ơi, đi về nhanh nhá. Vâng. Anh đi về nhanh thôi. Em một lúc về rồi mà. Vâng. Chồng con bảo đi vào trong làng đi tìm việc làm, bảo đi tìm công trình cái gì để ngày mai đi làm, thế bảo thế. Thế á? Vâng. Con thái chuối cho vịt. Mẹ ơi. À. Con mang chuối xong con nấu cơm. À. Mẹ cứ nghỉ ngơi đi.
này bây giờ tối giờ không thấy mẹ nhé. Mẹ tắm xong rồi à? Tắm xong rồi. Nhà con ở trong làng tìm công việc làm mà chưa thấy mẹ. Mình cứ nấu cơm chờ tí chồng con sắp về mẹ. Tối giờ con đi làm không thấy mẹ nữa. Mẹ ơi. Đây lúc nãy con hái được đầy lúa này. Đấy nấu thôi. Đây tốt lắm nè. Mẹ nhà của con đấy. Con đi tắm đấy. Có nhà được không? Đây. Thôi thì mẹ nghỉ đi tí nữa con à. Mẹ ơi, sao chồng con chưa thấy về nhỉ? Mẹ đói cơm không? Đói cơm đó. Chờ con tí nhé, con vào nấu mẹ ăn cơm nhé. Tối nay chẳng có thịt đi ăn đâu mẹ, nay con không đi chợ. Lúa sắp già rồi mẹ. Lâu không lên hái, sắp già rồi. Nấu cay ngắn. Vâng, con nấu cay. Con cay không thấy về chứ. Chẳng biết thế nào không rồi chú ấy về. Con cay này thì đến chỗ này không thấy về. Không lo đâu mẹ, thấy chồng nó về. Con cảm ơn. Đến giờ không thấy vậy ô tối rồi mẹ buồn lắm ơi mẹ mẹ xem nữa chồng con đi tìm việc hơn tí nữa chồng con sắp về đâu em tới mấy hôm rồi không thấy con dài về buồn lắm đấy tôi mẹ này là đố con ở con chuột trên kia nhà ăn cơm đi con chờ một lúc xem thấy chồng con về bà đi tìm việc mà đến giờ này tối thì như thế về biết là đi uống rượu đâu ăn cơm nhà nào rồi biết đâu chồng con chắc là ăn cơm nhà ai rồi như thế nào thôi mẹ ăn cơm đúng là ngon đấy mẹ chồng con bảo là bà con ở nhà nấu cơm chờ chồng con đi vào làm xem có công ty gì không mai đi làm mà thế đó thế á bà con thế nào đi làm nữa nói mà chưa thấy về ăn cơm nhà ai rồi ăn cơm làm thôi vâng mẹ cay thì có thấy khỏe người không được không uống
không uống rượu là bây giờ phải đi rồi, phải đi à. Mẹ, con không cho mẹ uống rượu, mẹ có ghét con không? Không ghét rồi, không ghét rồi. Ghét à? Tốt rồi. Không uống á, uống không ăn bát. Uống rượu không ăn bát à? Mà con ăn nói bảo mẹ nhiều lời nói. Không ăn bát là tu vất vả lắm. Mẹ à, trong tu vất vả lắm mà mẹ. Không ăn cơm là ăn cơm không, không có gì ăn. Không có gì ăn. Thế bây giờ mẹ cứ phải nghe cái lời con nhé. Mẹ ơi, cái tủ ở trong kia, ở cái nhà kia nó có nóng không? Nóng lắm. Nóng lắm à? Vâng. Không, đi chơi là không đi được á. À. Vâng. Khổ lắm. À. Ở trong nước là họ nhớ là cho họ không cho mẹ đi chơi đâu. Họ sợ mẹ trốn chứ họ làm sao họ cho mẹ đi chơi. Họ còn khóa cửa vào ấy. Nóng lên đấy. Thế à? Vất vả lắm đấy. Thế à? Ăn cơm là ăn cơm không. Không có cái gì ăn. Không có gì ăn. Thế à? Thịt đấy. Đấy, con bảo định mua thịt với lại nấu cơm đi cho mẹ như đợt trước ấy. Nhưng mà con nghĩ có cái hầu ở đây. Con ghét cái hầu lắm. Con không nấu đi nữa. Cho cái hầu nó thế nó mới biết. Nó... tại nó mới mua chuộc mẹ xong là mẹ mới đối xử với con như thế. Thế cái hôm đấy mẹ khác tự ngã ở ngoài ấy, là cái hầu bảo à? Ở ngoài sân ấy. Có phải cái hầu bảo mẹ làm như thế không? Vâng. Cái hầu bảo mẹ làm như thế á? Vâng. Thế mà mẹ làm như thế. Bây giờ mẹ biết mình sai chưa? Giờ biết rồi. Thế à? Thế từ giờ trở đi mẹ không được làm như thế nhá. Vâng. Thế mẹ làm như thế là con vất vả lắm, xong con làm nhiều lần như thế, chồng con cũng hiểu lầm con là lúc đấy con không biết làm thế nào nữa. Bây giờ mẹ đừng có làm như thế nữa nhé. Bây giờ mẹ không nữa, con... bây giờ là con là bảo cái gì mẹ nghe rồi, mà. Mẹ không làm con đấy. Vâng, mẹ đừng chỉ con đấy nhá. Mày có ăn cơm không? No rồi. Này à? Ừ. Con không ăn nữa. Chụp con ra đi. Chắc ăn cơm nhà ai như thế nào? Dạ. Mẹ ngồi đây cho con đấy, con dọn mâm nhé. Mày ngủ đi, tí chồng con sao về, cha ăn cơm ở nhà họ thôi, cha đi tìm công việc ta ăn cơm nhà họ thôi. Không thấy, tí chồng con sao về, mẹ uống nước xong mẹ đi ngủ nhá, vâng, con muốn đi đóng cửa đi ngủ thôi, tí chồng con sao về, để đi ngủ thôi, vâng, đi ngủ đi. Thank you.